Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsu Em Việt. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn và anh em đây là motor gạt mưa sau. Motor gạt mưa sau hay là motor gạt mưa cửa hậu ấy, hay motor gạt mưa kính hậu, kính lưng. Motor gạt mưa kính lưng của dòng xe Mitsubishi Xpander, dòng xe được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì cái này hàng xịn chính hãng được trực tiếp chúng nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì đây, ở đây là các cái điểm chân bắt rắc của nó này, rắc của nó thì là có tất cả, đây là bốn rắc anh em nhé, đây bốn rắc, rắc và bốn rắc đấy, rắc bốn rắc. Và đây motor đây do Mitsuba sản xuất này, các Mitsuba đấy. Thì cái trong quá trình khi anh em chúng ta chạy xe, chúng ta lưu thông xe trên đường mà bị hỏng mất cái motor gạt mưa sau này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và đi rôm tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Nếu mà anh em có nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng của tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.